Vòng 1 V-League 2021, các ông lớn đồng loạt ngã ngựa, nguyên nhân là do đâu? V-League 2021 đã khởi đầu không thể hấp dẫn hơn với liên tiếp những cú sốc ngay ở vòng đấu khai màn. Hà Nội FC, câu lạc bộ Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh được coi là những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu mùa này. Thế nhưng, họ đồng loạt sẩy chân và trở thành nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đi tìm những nguyên nhân khiến cho những ông lớn bất ngờ ngã ngựa ở vòng 1. Đầu tiên, xét về các yếu tố khách quan, cần phải nói rằng Nam Định và Hải Phòng thi triển lối chơi phòng ngự phản công của mình một cách hoàn hảo trước Hà Nội FC và câu lạc bộ Viettel. Hai đội bóng này cho thấy sự chính xác đáng kinh ngạc trong khâu phòng ngự và tỏ ra vô cùng sắc bén mỗi lần có cơ hội để tung ra đòn hồi mã thương. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã chơi áp đảo hoàn toàn và tạo ra được vô số cơ hội trước Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, nếu các chân sút của đội bóng sông Hàn chính xác hơn, thầy trò huấn luyện viên Paul King còn phải nhận thêm một trận thua đậm hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, mặt sân cũng là yếu tố khiến cho những đội bóng muốn chơi kiểm soát, luân chuyển và ban bật nhỏ gặp nhiều khó khăn. Sân Thiên Trường đã chào đón V-League 2021 với một khán đài cuồng nhiệt và những cổ động viên tuyệt vời. Nhưng mặt cỏ dưới sân thì lại không tương xứng với điều đó. Tình trạng tại sân vận động Hòa Xuân có khá hơn đôi chút, nhưng công bằng mà nói thì chất lượng mặt sân của SHB Đà Nẵng chiều qua chưa thực sự đảm bảo cho những sân chơi chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của những đại gia kể trên tại vòng khai màn V-League chắc chắn là tới từ bản thân họ. Trận thua tủi hổ của Hà Nội FC cho thấy họ đang có quá nhiều vấn đề trong cả hàng công lẫn hàng thủ. Nhiều trụ cột của họ như Quang Hải, Văn Quyết, Việt Anh chơi không đúng như kỳ vọng, trong khi những tân binh như Giovane hay Bruno Cunha chưa thực sự hòa nhập với lối chơi chung. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có thể than phiền về điều kiện thi đấu tại Nam Định, khiến cho đội bóng của ông gặp khó khăn trong việc triển khai những mệnh đánh tấn công. Nhưng mặt trận phòng ngự lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bộ tứ vệ của Hà Nội đã để lộ quá nhiều những khoảng trống và tỏ ra quá bị động trong những tình huống chuyển trạng thái của đội nhà. Văn Công, Đình Trọng và Ngân Văn Đại là những sự trở ngại đáng chú ý của đội Á quân mùa trước. Tuy nhiên, những màn trình diễn của họ vẫn chưa thực sự thuyết phục. Rõ ràng Hà Nội FC còn rất nhiều điều cần phải cải thiện trong chặng đường sắp tới nếu như họ muốn thực hiện hóa tham vọng của mình. Với câu lạc bộ Viettel, vấn đề lớn nhất của đội bóng này có lẽ đến từ sự sứt mẻ về lực lượng. Bộ đôi trung vệ số 1 của họ là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng vắng mặt vì những lý do khác nhau. Trong khi đó, những người đóng vai trò thay thế, họ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhà đương kim vô địch có một hiệp đấu tồi tệ khi Đức Chiến và Luis Silva liên tục bị hành hạ bởi tốc độ của cặp tiền đạo Diego Fagan và Jimmy Linh. Nếu như không có những pha cản phá xuất thân của thủ thành Nguyên Mạnh, số bàn thua của Viettel có lẽ không dừng lại ở con số 1. Sang tới hiệp 2, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có những sự điều chỉnh và thế trận của cơn lốc đỏ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bất lực trước hàng thủ quá vững chắc của đội khách và chấp nhận thất bại ngay trong ngày khai màn. Đáng chú ý, đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp mà hàng công của Viettel không thể ghi bàn. Giờ đây người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi, liệu rằng để Bruno Cunha ra đi và mang về Pedro Paulo có thực sự là một nước đi đúng đắn của nhà đương kim vô địch? Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một nỗi thất vọng lớn ở vòng khai cuộc V-League năm nay. Người ta hy vọng vào một thứ bóng đá hứng khởi và giàu cảm xúc hơn nhiều tới từ đội quân của Alexandre Paul King. Tuy nhiên, có lẽ huấn luyện viên người Brazil cần nhiều thời gian hơn để đặt dấu ấn của mình lên đội bóng này. Thành phố Hồ Chí Minh chưa định hình được lối chơi rõ ràng và có 90 phút nhạt nhòa trên sân vận động Hòa Xuân. Những cơ hội tốt nhất của đội bóng này chủ yếu tới từ những pha bóng cố định và những nỗ lực mang tính cá nhân của Dario và João Paulo. Mặt khác, việc chưa thể sử dụng con át chủ bài mang tên Lý Nguyễn có lẽ cũng khiến cho những toan tính của ông Paul King chưa thực sự được phát huy. Trong tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn phải thay đổi rất nhiều và người hâm mộ sẽ phải tiếp tục chờ đợi để được chứng kiến phiên bản mạnh nhất của đội bóng này trong những vòng đấu tới. Hà Nội, Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh đều đã có màn ra quân không như ý trong mùa giải này. Tuy nhiên, V-League 2021 còn một chặng đường rất dài và mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. Cả ba ông lớn này đều rất muốn chứng minh cú sẩy chân trong vòng đấu đầu tiên chỉ đơn thuần là một tai nạn. Chắc chắn màn trình diễn của họ là điều mà tất cả chúng ta đều đang chờ đợi trong những vòng đấu tiếp theo.